Rồi ba mẹ bé đi là đi là không không nói năng gì luôn, không điện, không không hỏi thăm gì luôn hả chị Tiên? Dạ có ba, nhưng mà ba thì hỏi thôi, nhưng mà ba ông cũng không có chu cấp. Còn mẹ thì em không biết, mẹ Dạ. mẹ thì không biết, tại mẹ từ lúc mười mấy ngày là bỏ nó tới giờ luôn nên không biết mặt mẹ nó. Mười mấy ngày tuổi. Dạ. Ngoài chị Tiên ra đó, cô còn hai người con á, thì cô nói là phụ chị Tiên chăm sóc cô với. Chứ không mình chị Tiên chỉ mệt lắm. Không, chị không làm, chị ảnh không có làm đâu. Ai không làm? Hai đứa đó không cho đâu. Không liên lạc hay sao? À, không làm. Hồi lúc rồi có gửi tiền cho cô Thủy không? Không. Không liên lạc luôn. Cục đó đó, cục kẹo không có mà. Cục kẹo không có nữa hả? À. Trời. Trời mới 9 tuổi mà đi chăm bà nội rồi. Giờ cho bà nội uống thuốc rồi mọi người. Đi sản á, nhiều khi tới 2-3 giờ sáng luôn á. Gì giờ mà nói sản nữa hả? Dạ, nói. Nói vậy là chị hiểu không? Là thường thường mấy người mà họ gần ấy rồi mới hay nói sản vậy đó. À, em nhỏ xin được chào cô chú anh chị. À, thì ngày hôm nay em nhỏ đang có mặt tại bệnh viện Lê Văn Thịnh của chú anh chị ở sau lưng em nhỏ này. À, và ngày hôm nay gặp lại người quen là chị Tiên, mà người chăm sóc mẹ và mấy con nhỏ nữa đến theo bệnh viện luôn. Đó, chị vừa ra tới này của chú anh chị. Thì ngày hôm nay em nhỏ muốn gặp chị Tiên, thứ nhất là hỏi những cái vấn đề mà sau khi em nhỏ đăng tải đó, có nhiều người họ thắc mắc là sao nhiều người con mà có một mình chị Tiên chăm mà. À, với lại là sức khỏe của cô Thủy hiện tại ra sao? Và bây giờ để em nhỏ gặp chị Thủy, à chị Tiên ha. À, ngồi đây nắng lắm chị, mình qua đây nè, để em chỉ cho. À, qua đây. Ừ. Cho em gắn cái mic chị ha. Chị Dạ. chỉ là mới à, được rồi. Kéo lên chị. Dạ. Kéo áo lên. À. Chị Tiên là chị mới từ từ nhà là Đồng Nai Nhân Trạch hả? Dạ. Chạy đến đây luôn. Đó thì em nhỏ hẹn để vô thăm cô Thủy, nhưng mà để ra ngoài nói chuyện một chút xíu. Dạ. À, qua đây cho mát nè chị. Rồi chị đi như vậy là bé này chăm sóc Dạ, đúng bà, rồi. ta kêu là bằng nội bà nội hay bà ngoại? Dạ, bà nội à. Bà nội hả? Đây 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 này chị, đây qua đây. À, bên này mát hơn nè. Rồi chị để vậy có yên tâm không? Dạ, tại mẹ nằm chỗ mà không có. Giờ vô tình huống nữa không? Dạ. Rồi ngồi đây với em. Chị Tiên là vẫn đang làm công ty, Dạ. xong rồi Xin nghỉ à? xin nghỉ luôn chưa hay là sao? Dạ chưa, xin nghỉ tạm thời, anh em vô em xin nghỉ tiếp à. Xin nghỉ tiếp hả? Dạ. Trời, nghỉ dài rồi người ta cho nghỉ luôn quá. Dạ thì cứ 5 ngày vô em lên xin nghỉ vô làm phép một lần. À. Dạ. Rồi chị có nói công ty là người ta ưu ái hay người ta thông cảm giùm cho cái trường hợp của mình không? Dạ có À. cái có chị ship nên chị biết nên chị cho em nghỉ à. Dạ. Rồi những lúc mà chị đi làm vậy đó, rồi chị có dặn dò con mình sao để mà chăm sóc cho bà nội không? Dạ có chứ, tại em sáng em mới đi làm, em tối em vẫn ở bên đây phụ mẹ mà. À. Rồi sáng đi làm rồi chiều em về em lại qua nữa rồi. Chị lại có hai đứa con nhỏ, một đứa là 6 tuổi à. đứa là 4 tuổi hả? Dạ một đứa 3 tuổi. 3 tuổi rồi đi gửi trẻ hả? Dạ đứa trẻ. Đi gửi trẻ, còn ở đây là con của anh trong gia đình Dạ. mà ba mẹ là đi đâu rồi đúng không? Dạ. Xong rồi giờ chị nuôi luôn. Dạ Rồi giờ nó bà nội nuôi. bà nội nuôi, Dạ. rồi chị cũng chăm sóc lên, bây giờ cái bé này kêu chị Tiên bằng mẹ luôn, Dạ. là giống như có ba người con Dạ rồi. đúng không chị? Dạ. À. Giờ để thì chị cũng chấp nhận chứ làm sao, bây giờ mình khó khăn cũng phải na theo thôi Dạ. chứ biết làm sao Dạ. ha. Dạ. Rồi ba mẹ bé đi là đi là không không nói năng gì luôn, không điện, không không hỏi thăm gì luôn hả chị Tiên? Dạ có ba, nhưng mà ba thì hỏi thôi, nhưng mà ba ông cũng không có chu cấp. Còn mẹ thì em không biết, Dạ. mẹ thì không biết, tại mẹ từ lúc mười mấy ngày là bỏ nó tới giờ luôn nên không biết mặt mẹ nó. Mười mấy ngày tuổi. Dạ không Đau mặt hả? mẹ nó. À, có cái này nè, em hơi thắc mắc một chút xíu về Dạ. cái lần đầu mà em ghé thăm trường hợp của cô Thủy và chị Tiên, là em nghe những người nói á, những người giới thiệu nói á, là Dạ. nhà cô Thủy là có mấy người con? Dạ ba. Ba là
chị là út đúng không? Dạ. Rồi còn hai người con trai hay là sao? Dạ, một trai một gái nữa. Một trai một gái rồi không có giúp đỡ gì dạ, không. Mẹ đúng không? Dạ không, có gia đình ở riêng hết rồi, không có... Không điện thoại hỏi thăm luôn? Dạ không. Rồi còn cô Thủy là còn con nữa phải không chị Tiên? Dạ. Còn con nữa, ngoài ba người đó còn dạ nữa không? Dạ không, dạ không. À, như vậy là ba người. Nhưng mà hai người kia là không có chăm sóc, cũng không có hỏi thăm. Dạ. Bao nhiêu cũng chị Tiên đúng không? Dạ. À, rồi à, có một cái này nữa. Sau khi em đăng trường hợp của cô Thủy lên, dạ. À, có một người điện tới nói là em nghĩ là hàng xóm á. Dạ. Theo em nghĩ thôi. À, nói là cô Thủy này hàng ngày chạy thận á. Dạ. Là có một người con trai. Dạ đúng rồi. Chở đi. Dạ. Cái đó là anh ráp cái bên nhà, rồi nhiều khi anh ráp bận thì mẹ anh ráp chở, là có một người phụ nữ nữa, hai người chở luôn. Là mà người ráp đó là xe ôm. Dạ, chứ không rồi. Có phải là con ruột hay là liên quan gì tới nhà ruột thịt gì đúng không? Dạ không, cái là anh xe ráp trong hàng xóm luôn. Hàng xóm là dạng như chạy xe ôm trong xóm dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. À đó, thì đó để em biết, để mà em nói lại với người ta. Dạ. Tại vì người ta nói vậy nhiều lúc không hiểu. Dạ không, không tìm hiểu á. Xe ráp chở lên thì anh chẳng đi vô chạy thẳng, rồi chiều cái anh rước về, anh chẳng ra anh rước về. Dạ. Dạ. Chứ còn không có ruột thịt. Dạ không, bữa nào bận thì mẹ anh ráp chở. À đó, đó thì đó, chính chị Tiên nói cho mọi người hiểu ha. Chứ mất công là nói này nói kia không đúng, nó cũng gây cái sự hiểu lầm, cũng tội cho những trường hợp mà em nhỏ tiếp cận. Dạ. À, thôi bây giờ mình vô trong thăm cô Thủy đi. Mà cô dạ. Thủy khỏe không chị Tiên? Dạ mẹ lúc khỏe lúc không, mà ban ngày thì khỏe mà buổi tối thì yếu. À, bây giờ chị Tiên á, là một vừa đi làm để mà kiếm tiền, dạ. Vừa nuôi ba đứa nhỏ, nhỏ này nheo nhóc à. Này chắc 8 tuổi không chị? 9, 10 tuổi. 10 tuổi à. 10 tuổi, 10 tuổi là lớn nhất rồi, 6 tuổi rồi 3 tuổi nheo nhóc vậy tốn dạ. Kém. Mà biết bao nhiêu là thêm mẹ nằm viện nữa. Dạ. Và bây giờ là mẹ là bị bệnh tiểu đường là một nè. Dạ. Thứ hai là chạy thận nè, chạy thận mà chạy thận suốt đời. Dạ, thận giai đoạn cuối à. À, giai đoạn cuối. Đó, nên là bao nhiêu gánh nặng cũng ở chị Tiên à. Cũng tội nghiệp lắm cô chú anh chị. Rồi về sau chị tính sao chị Tiên? Dạ. Dạ tới đâu em hay tới đó chứ em cũng không biết nữa. Tại mẹ em cũng bị hoại tử rồi, giờ tới đâu hay tới đó chứ. Không biết. Ừ. À, chị ăn có uống gì chưa? Trưa chị ăn uống gì chưa? Dạ nãy em ăn cơm với công ty em mới chạy về đây. À, ăn uống rồi giờ mới lên, nói chung cũng tranh thủ thời gian lắm. Rồi chiều thì tiếp lên đây chăm mẹ xong rồi tiếp tục chạy về đón con. Dạ. Rồi à. Tối em qua. Rồi tối qua lại. Dạ. À, rồi sao mà có cái kinh tế để mà vững để mà chăm sóc được? Em cũng mới mổ chân á nên. Chị bị gì? Dạ được em chở mẹ em đi chạy thận em té nên em mổ chân. À chị nói to một xíu nha em không có nghe. Dạ em là... cũng mới mổ gắn ốc á. À là chở mẹ đi chạy thận chuẩn bị tai nạn. Dạ. Chân nào chị Tiên? Dạ chân này. Là gắn ốc ở trong luôn hả? Dạ. Ừ. Trời ơi. Có khi nào mà chị thấy mệt mỏi quá chị nói hai người kia để có gì phụ chị chăm sóc không? Chứ bây giờ chị tai nạn nè, ba con nhỏ nè, kinh tế thì không có nè. Sao nổi đây chị Tiên? Dạ thì cũng tại em không có nói chuyện á nên em cũng không có nói. Ừ, nói mẹ nói cho phụ chị bớt chứ bao nhiêu cũng mà chị chỉ có 30 mấy tuổi, 32 hả? Dạ 31. 31 tuổi hả? Đó. Đó, bây giờ vô thăm cô ha. Dạ. Dạ. À, đi chị Tiên. Dạ. Đi bụi. Đi con. Con dép vô. Con dép vô. Đóng cửa lại. Con chào cô Thủy nha. Dạ, dạ. Thấy con không? Không. Không thấy hả? Dạ. Không thấy bóng đen đen luôn hả? Không. Dạ. Bây giờ trong người cô Thủy thấy làm sao? Mệt. Mệt phần nào cô Thủy? Mệt luôn á, nhất quỳnh chắc phải luôn á. Vậy ha. À. Sao ăn mà đổ đầy người vậy, chắc là nhỏ nó mình đút nhỏ cho ăn đổ đúng không? À không, mình nhỏ không có. Hả? Mình nhỏ có ăn không được á. Ừ. Nó nhiều quá.
Bây giờ thấy mệt trong người lắm hả? Mệt trong người lắm. Dạ. Cô có muốn về nhà không? Bác sĩ đâu có cho về. Không cho về luôn. Rồi ở trong đây rồi vẫn chạy thận bình thường hả? Dạ, vẫn chạy thận. Chạy thận này mới khỏe hay sao cô Thủy? Chạy thận cũng nhiều ra ra thì mà trong một chút khỏe. Dạ, nghe ha. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ cái phần chân thì thấy sao? Nhức đói. Nhức hết chân luôn? À, bác sĩ cho đang cho uống nhức. Dạ. Yeah. Rồi cô Thủy á, cô Thủy là có ba người con đúng không? Dạ đúng. À, à có cái này con muốn góp ý với cô Thủy nha. Dạ. Ngoài chị Tiên ra đó, cô còn hai người con á, thì cô nói là phụ chị Tiên chăm sóc cô với. Chứ không mình chị Tiên chỉ mệt lắm. Không, chị không làm. Chị ảnh không có làm đâu. Ai không làm? Hai đứa đó không cho đâu. Không liên lạc hay sao? À, không làm. Hồi đó là có gửi tiền cho cô Thủy không? Không. Không liên lạc luôn. Cục đó đó cục kẹo không có mà. Cục kẹo không có nữa hả? Trời. Rồi bây giờ nằm viện đây rồi rồi. Không có tiền đóng viện phí kìa. Chị Tiên mới nói à. À, không có viện phí. Rồi tính sao đây cô Thủy? Thì giờ cái gì chạy mượn rồi kia. Chạy mượn? Chạy chỗ. Dạ. Ừ. Nghĩa ha. Dạ. Rồi. Con nghe nói là hằng ngày là có lúc trước là có con cô chở đi chạy thận hả? Phải không? Lúc trước thì em chạy hả? Còn về sau? Về sau thì muốn đi sơ tay á. À, xe ôm trong sớm hả? À. Cái chú đó là không có ruột thịt gì đúng không? À không. Nè. Đi sớm mà chú đi chạy hôm nãy đi về về trong rưỡi mà. À, đi về trong rưỡi. À. Nè. Dạ, tay bắt đầu lỡ hết rồi nè. À. Để con coi cái tay con cô Thủy nha. Rồi, chân nữa nè. À, chân nữa nè. Chị Tiên. Hằng ngày là phải làm cái gì mà gắn cái này vô đây? Thì cái này chạy thận á. Cái này chạy thận hả? Dạ. Và chị ngồi ra giúp anh. Chà. Rồi à, khi mà chị đi làm đó là chị để cháu nội chăm sóc rồi nhỏ vậy là làm được không chị Tiên? Dạ chị lúc mẹ ăn uống này nọ thôi mà. Rồi vệ sinh thì có ba bi á chị em lên thay. À là cô Thủy dùng tả ha. Dạ. Đó chăm sóc rồi coi nè. Ông mới 9 tuổi. Đây lại chú hỏi này rồi ngồi đây. Ủa rồi con chăm sóc bà nội rồi con ăn cơm sao? Thì con đút cho bà nội, con ăn xong là con ăn luôn. Không mà cơm ở đâu con ăn á? Thì mẹ con mua. Mẹ mua cơm, rồi. Con ăn cơm sáng, còn cơm trưa con đi ăn cơm từ thiện. Từ thiện ở đâu? Từ thiện ở nhà ăn không đồng. Ăn không tốn tiền luôn. À, rồi giúp gì cho bà nội mỗi ngày? Cho bà nội uống thuốc với ăn à. Được không? Có vệ sinh cho bà nội không? Không, chừng nào có vệ sinh thì con điện mẹ con chỉ cho con làm. Vậy ha? Giỏi dữ không? Sao giỏi quá vậy? Có khi nào để bà nội nằm im một mình rồi đi chơi trong này không? Có, nhưng con chỉ chơi vòng vòng ở đây chứ con không có chơi ở đâu xa. À, có chừng bác sĩ á, họ cần người nhà đó, con phải điện cho mẹ liền nha. Ừ. Rồi chuẩn bị đi học rồi đó. Dạ. Còn nửa tháng nữa là con đi học rồi đó. Dạ con hết tuần này con đi rồi. À hết tuần này đi hả? Rồi ai chăm sóc bà nội đây? Con không biết. À, chuyện đó là người lớn tính ha, chứ con không có biết đâu. Rồi ở đây chăm sóc bà nội có thấy mệt không? Chà. Bình thường hả? Thấy vui. Thấy vui sao vui? Chạy được chứ. Hả? Ừ. Chạy ở đây chơi được, chơi vòng mát được. À,
chứ ra nhà nóng lắm. Ở nhà con là nhà lá hay sao? Không hay cái chòi hay sao? Cũng nhà bình thường à. Vậy ha. Bữa nay thấy sao cái chân này thẳng được rồi nè chị Tiên. Dạ. Chân này có bị gì? Cái chân của cô này bữa nay thẳng rồi nè. Lúc trước là thẳng đâu được. Dạ thì nó thẳng rồi, lúc mình nhất thì nó co lại. À, chỉ là thẳng là bình thường, còn lúc nhất là co lại. Dạ. Nó cứng lại nhưng mà nó nhất nó giật giật là nó tự động nó co lại. À, em hỏi chị Tiên là về vấn đề viện phí thì đó thì chị đóng bao nhiêu cho mẹ rồi? Dạ em đóng được 7 triệu mấy à. 7 triệu mấy? Dạ. Đấy. Là tiền ở đâu? Dạ hồi bữa anh hỗ trợ cho em 4 triệu. Ừ. Chứ còn 3 triệu mấy tiền chạy thận là em chi dạ dây thì nọ em mấy người ta cũng cho á, mấy gì và mấy gia đình người ta cho 200-300 á, nhà cho. Là mượn đúng không? Dạ, mượn một phần với một phần là người ta mấy hàng xóm người ta cho người cho 100-200. Dạ. Đúng không? Mới đủ đóng. Và từ đó giờ bác sĩ có kêu đóng thêm nữa không? Dạ, bác sĩ mới kêu đóng 5 triệu mà em chưa đó. 5 triệu tiền gì? Ý là viện phí nhưng mà dạ, để ứng thôi ạ. À. Dạ, tiền ứng. Dễ ha. Để xíu mẹ cho. Ừ, cứ để cho nó cho đi, không sao đâu. Ngâm nước trước đi. Trời mới 9 tuổi mà đi chăm bà nội kìa. Giờ cho bà nội uống thuốc kìa mọi người. Không biết làm được không đây? Được. Sao ít vậy con? Ít quá, chứ uống nhiều quá mình nói con sạch. À vậy hả? Đó, khi mà nhức quá là cong chân lại, không có thẳng được. À. Một ngày vậy con cho bà nội uống mấy lần? 3 lần. 3 lần rồi, cho uống đi. Uống chứ, con phải lấy cho bà nội uống. Dạ không? Không. Gửi lên nhà hai bà nè. Để đây. Để nắp kính lại phải đem đỡ. À, chị Tiên xoay qua em một chút xíu nè. À, nói chung là bây giờ thấy giờ cũng đâu còn cách nào, nếu mà chị ở đây chăm sóc luôn á thì lại không có chi phí, mà đi làm á thì nó cực cho chị vì chạy tới chạy lui. Từ đây chạy tới nhà chị ở Nhân Trạch là bao nhiêu phút? Dạ cứ 30 phút. 30 phút rồi từ nhà em đi làm cứ 30 phút. Trời. Nếu mà không cô Thủy mà không có nằm viện mẹ chị đó thì sẽ đỡ ha. Sao vậy chị? Em thấy những người mà chạy thận là cũng có cái ven chỗ này mà. Dạ có nè, dạ có nè. Ở đây đã. Ở đây anh đụng vô đây, em đụng vô. À, đấy ha. Ừ, nó chạy à. Nè. Là mẹ chị chạy thận là một tuần 3 lần. Dạ. Nhưng mà bây giờ là coi như là theo suốt đời luôn ha. Dạ. Với chị nói giai đoạn cuối rồi đó, nên cũng chạnh lòng. Với lại là
cô mẹ chị biết không? Biết giai đoạn cuối không? Dạ, lúc biết lúc không, giờ lúc biết lúc không vậy. Giờ lúc biết lúc quên nha. Giờ lẳng ít dạ, rồi hả? Dạ là, đúng rồi. Lẳng à. Với lại cô Thủy tội nữa là không có thấy đường ha chị ha? Dạ, không thấy đường. Biết giờ sao nữa. Cũng cực cho chị quá, em thấy cũng cực cho chị quá. Mà bây giờ bác sĩ kêu đóng 5 triệu chưa có tiền đóng hả? Dạ. Thôi bây giờ em nói với chị như thế này nha. À, lúc trước em có đến đây thăm hai mẹ con. Đó thì sau khi em đăng tải lên á là có Mạnh Thường Quân gửi đến cho hai mẹ con một ít tiền để mà trang trải lúc trong bệnh viện ha. À, để em gửi cho chị nha. Rồi ở đây có hai người ha. Thứ nhất là gia đình họ Phan và họ Lê gửi cho hai mẹ con 1 triệu. Thứ hai là một người ở Alaska, Mỹ gửi cho gia đình mình 5 triệu. Là tổng là 6 triệu đồng ha. Chị Tiên đếm giùm em ha. Là 30 tờ. Giữ ha. À. Không, chị đếm đàng hoàng đây chứ không thiếu hả? Hoặc dư đó. Từ bác sĩ. Rồi chị Tiên đếm giùm em đi. 30 tờ. Chừng đó làm nhiêu 10 tờ hả? Đó, 30 tờ là tương đương 6 triệu đồng ha. Rồi chị cắt đi. Đó là có hai người gửi cho hai mẹ con chị để mà đóng viện phí với lo xây sửa trong bệnh viện ha. Dạ, em cảm ơn. Với lại là em nghe nói là mẹ chị chạy thận này ai cũng biết hả? Bác sĩ, y tá đâu biết hết hả? Dạ, biết rồi. Chạy cũng lâu rồi nên điều dưỡng ai cũng quen à. Mấy năm rồi? Dạ, chớ năm. 6 năm. 6 năm? Mà khi nào là biết là giai đoạn cuối? Dạ, khoảng năm mấy này, 1 năm nay. Mới 1 năm nay là biết. À. Mọi lần là lên chạy thận thôi là về. Chạy thận là khoảng mấy tiếng chị? Dạ, từ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. À. Khoảng 2 tiếng cho 2 tiếng mấy tới 3 tiếng. Dạ. Mỗi lần chạy. Rồi gần đây thì cô mẹ chị á có những cái biểu hiện hay là những cái gì em thấy tay chân nó nổi lên tím rồi? Nó bị hoại tử. Bị hoại tử. Dạ, hoại tử. Đâu chị thấy chân này, chị thấy những cái ngày gần đây nó mọc lên đâu? Chị chỉ em xem nè. Đây. Con ra đây giùm chú xíu nha. Đâu vậy Tiên? Dạ nè. Là mới mọc lên hả? Dạ. Bây giờ nó tím xong nó trở thành đen. Dạ nó tím xong rồi nó đen. Đen là bắt đầu rồi. Nó như cái này đúng không? Dạ nó đen trong mắt như vậy. Là coi như là bác sĩ nói là nó đen như vậy là không có cách nào nữa hay sao? Dạ, không có cách nào nữa hết trơn á. Chị có hỏi là làm cách nào để ngăn lại được không? Dạ, chỉ có mổ thôi. Mổ là mổ phần nào à, chị Tiên? Dạ, mổ phần này. Dạ, là cắt à. Cắt luôn cái đoạn từ đầu gối xuống á ha? Dạ. À, mà cái đó chi phí mắc không? Dạ, mắc rồi. Cái biên gì á, bên tên là rồi chi phí gần 100 triệu. Dữ vậy? Dạ. Để em hỏi cô Thủy biết cái bệnh của cô Thủy mà bác sĩ tư vấn không? Bác sĩ không có tư vấn. Bác sĩ tư vấn à, ví dụ như mà để cắt cái chân á rồi cho cô khỏe lại cô chịu không cô Thủy? Không có chịu cắt. Không, ý là ví dụ cắt rồi cô chịu bỏ không? Chịu ha, miễn sao nó khỏe cho người mình thì được ha. À. Ừ. À, con đây con vô thăm cô Thủy á, có hai người gửi cho cô Thủy 6 triệu. Dạ. Con đưa cho chị Tiên là con cô rồi nha. Cảm ơn nè chú. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Ừ. Chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Mình nằm viện đây lâu quá thì chưa được về nhà đó. Dạ chưa. Ừ.
Cô Thủy là nằm bao lâu rồi chị Tiên? Dạ nằm gần 2 tuần rồi. 2 tuần. Mà chưa có khi nào nói xuất viện luôn? Dạ chưa. Ờ, vô đây rồi cô có đi đứng lại trong phòng không? Dạ không, em chỉ nằm với đỡ ngồi dậy này kia thôi chứ không có đi được. Tại chân nó bị ấy nên đâu có đi được nữa rồi. Dạ. Ở nhà giờ không đi được á ha. Dạ. Nhưng mà chị phải chăm sóc kỹ nha, lỡ lét rồi nằm nhiều quá đó. Dạ. Phải cho ngồi dậy rồi tập thể dục này kia nữa, chị bóp người rồi cho nó lưu thông máu nha. Dạ. Ừ. Trời, là bây giờ chị ở đây này tới chiều luôn. Dạ tới chiều. Rồi tối chiều em về em rước con em rồi tối em tiếp. Rước con để cho ai ở nhà? Dạ, tối chồng em đi làm gì á thì chồng em đứng. Ừ. Tối em qua tiếp. Mà em hỏi thật cái này là chị đi làm bình thường công ty á? Lương một tháng là đủ không? Dạ, dạ không. Tại em đi làm đâu có tăng ca được đâu. Em đi làm hành chánh không à. Tại em về phải giúp con em nữa. Đâu ai giữ đâu. Con em nó đi học nhà trẻ nên cũng không có đủ. Ừ, có khi không đủ ăn luôn hả? Dạ, với lại mẹ em bệnh nữa nên cũng không có đủ. Ừ. Nói chung là cũng nhờ cô chú anh chị gửi cho dạ. những cái khoản tiền đó nó dạ. vừa đúng lúc vừa giúp được cho chị rất là nhiều. Dạ. Ừ. Rồi một lần nữa chị có muốn nói lời cảm ơn gì không? Dạ, em cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ mẹ con trong giai đoạn khó khăn này ạ. À. Dạ. Rồi để em truyền đạt lại ha. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ chắc là em cũng xin phép về ha. Dạ. Để cho cô thể nghỉ ngơi. Tối rồi cô nghỉ ngủ được nhiều không? Dạ không, mẹ ha. Đi sản á, nhiều khi tới 2-3 giờ sáng luôn á. Gì giờ mà nói sản nữa hả? Dạ, nói. Nói vậy là chị hiểu không? Là thường thường mấy người mà họ gần ấy là họ mới hay nói sản vậy đó. Dạ. Chị có sợ vấn đề đó xảy ra không? Dạ, cũng sợ. Ngày bị, ngày không vậy đó. Vậy ha. Dạ, nói nhiều khi người ta người bệnh làm chung khó, người ta cũng không ngủ được. À, nói to quá nó bắt đầu người ta cũng thức luôn đó. Dạ. Trời, bệnh cô Thủy giờ không biết. Là tóm lên lại ngồi chạy thẳng ra là cô Thủy bị bệnh gì ở đây nữa? Điều trị gì ở đây nữa? Dạ, đang điều trị ngoại tử chân á. Ngoại tử chân nữa gì nữa? Gan hả cô Thủy? Gan. Sao quá trời bệnh ha? Tiểu đường, mắt. À, mắt không thấy, tiểu đường nữa. Dạ. Cũng nhiều. Thì nói chung là bị nhiều lắm, bị xuất huyết não bắt đầu. Xuất huyết não? Ừ. Dạ, xuất huyết não bắt đầu. Nói chung bị nhiều lắm. Chị lấy cái băng gà cái chị băng lại dạ, luôn dạ, cho đè nó biết khi nào. Dạ, nó còn. Dạ. Chắc bây giờ là mình không có tiền thì mình cũng về nhà luôn ha. À. Ừ. Về nhà là nhanh đi lắm á nha. Cô Thủy chịu không? Chịu. Chịu luôn hả? Không sợ hả? Không. Trời. Cô này là mấy chục tuổi không quên rồi? 79 rồi. 59 tuổi hả? Thôi con về nha cô Thủy nha. Dạ, cảm ơn chú nha chú. Dạ, bữa sau con có dịp qua đây thì con ghé thăm. Dạ. Ừ, cô giữ sức khỏe nha. Dạ. Với chị Tiên ha, em cũng xin phép ha. Dạ, em cảm ơn anh với Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ mẹ em nè. Khó khăn rồi. Rồi, không sao dạ. Sau khi em nhỏ ra về á, thì em nhỏ chợt nhận ra cô chú anh chị thấy chị Tiên cũng rất là khổ tâm. Bác sĩ mới đưa cái giấy đóng viện phí là 5 triệu. Chị mượn rồi trong công ty rồi mượn chồm sớm không có. Nên mới nói bác sĩ là chưa, bác sĩ cứ nói cho vài ngày để đi mượn được tiền đã. Thì đúng cái lúc này á, em nhỏ tới em nhỏ trao cho chị một cái khoản tiền, chị rất là vui đó. Thì em nhỏ xin cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ đến gia đình của cô Thủy. Thật sự rất là vui cô chú anh chị, nó vừa đúng lúc vừa đúng thời điểm đó, cho nên là những bệnh nhân rất là vui đó, không có gì vui bằng. Bản thân em nhỏ cũng thấy vui lây cho bệnh nhân nữa. Thôi một lần nữa thì em nhỏ xin được cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã và đang theo dõi cái cuộc hành trình thiện nguyện của WuFood. Và bây giờ em nhỏ xin được kết thúc clip ở đây và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo ạ.